Chào các bạn, thì video này dành cho các anh em nào liên quan đến về làm cầu trục này, máy khuấy hóa chất này, hoặc là làm silo hoặc là vít tải liệu. Anh em có thể tham khảo cái dòng động cơ giảm tốc này. Đây là dòng động cơ giảm tốc F-series trục, hay còn gọi là động cơ giảm tốc trục song song. Anh em sẽ thấy cái phần trục da của nó, đây là trục âm hoặc là trục dương cũng được, nó sẽ song song với cái phần thân động cơ, thì người ta gọi là động cơ giảm tốc trục song song. Dòng này thì có moment xoắn rất là cao, cho nên là anh em có thể dùng cho chạy cầu trục rất an toàn này. Hệ thống silo, vít tải cám, vít tải nguyên liệu, tất cả. Và dòng này thì khách hàng bên mình có đặt hai con. Anh em sẽ thấy có phần phanh từ ở đây. Phanh từ có tác dụng hãm bó cứng cái phần trục lại khi anh em muốn dừng đúng vị trí hoặc là treo cái vật nặng ở đây. Thì hai con này thì khách dùng mua cho cầu trục. Còn nếu như anh em sử dụng máy khuấy cũng được. Máy khuấy thì anh em có thể úp thẳng vào đây, úp thẳng cái động cơ hướng xuống như này và nắp cái phần trục dương của anh em vào đây thì nó sẽ thành cái động cơ máy khuấy thôi. Thì nếu anh em nào liên quan đến những cái ứng dụng như máy khuấy hóa chất này, cầu trục này, vít tải này, silo, anh em có thể tham khảo dòng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.